Lại nữa, có chúng sanh phước đức thuần thục, tâm kết sự mỏng nên sẽ đắc đạo. Nếu nghe tên Phật tức thời đắc đạo. Lại nữa, do oai lực của Phật nghe liền đắc độ, ví như một nhọt đã chín. Nếu không chỉ gặp chút nhân duyên cũng liền tự khô, cũng như quả chín nếu không người hái gặp chút gió rung cũng tự rơi xuống, ví như lụa trắng sạch mới dễ nhuộm màu. Vì hạng người như vậy nên nói, nếu nghe tên Phật tức thời đắc đạo, ví như quỷ thần ám người nghe tên câu chú của tiên nhân tức thời bỏ đi. Hỏi: thế giới xa quá hằng hà xa, ai truyền tên Phật khiến họ được nghe? Đáp: Phật dùng thần lực lỗ chân lông truyền toàn thân, phóng vô lượng ánh sáng. Trên mỗi mỗi ánh sáng đều có hoa sen bóng, trên mỗi mỗi hoa đều có Phật ngồi. Mỗi mỗi Phật đều nói diệu pháp để độ chúng sanh, lại nói danh tự chư Phật. Do vậy nên nghe như trong trường phóng quang đã nói. Lại nữa, các đại Bồ Tát do bổn nguyện muốn đến chỗ không có Phật pháp, xưng dương danh hiệu Phật như nói trong phẩm này, cho nên được nghe. Lại có người đại công đức ở giữa hư không nghe danh hiệu Phật như Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, Thường Đề Bồ Tát. Lại có khi từ chư thiên nghe, hoặc nghe từ trong âm thanh của cây, hoặc nghe từ trong mộng. Lại nữa, chư Phật có lực bất khả tư nghỉ, hoặc tự đi đến nói, hoặc dùng tiếng bảo. Lại như Bồ Tát phát nguyện thể độ hết thảy chúng sanh, vì vậy nên nói, khi ta thành Phật, chúng sanh trong thế giới xa quá hằng hà xa, nghe tên ta đều được thành Phật. Muốn được như vậy, hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: trên nói muốn được các công đức và các sở nguyện, các việc ấy đều do các hạnh nghiệp hòa hợp thành, cớ sao chỉ nói nên học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: kinh này tên Bát Nhã Ba La Mật, Phật muốn giải nói việc ấy, cho nên trong mỗi chương đều tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, đối với cha mẹ công đức mẹ nặng hơn, cho nên Phật lấy Bát Nhã làm mẹ, ban cho Tam Muội Thiền Định làm cha. Tam Muội hay thu nhiếp loạn tâm khiến trí tuệ được thành mà không thể quán thần tướng các pháp. Bát Nhã Ba La Mật có thể quán khắp các pháp, phân biệt thật tướng, không việc gì không thấu suốt, không việc gì không thành, công đức lớn lao nên gọi là mẹ. Vì vậy hành giả tùy tu hành 6 Ba La Mật và các công đức hòa hợp có thể làm cho đầy đủ sở nguyện, như chỉ nói nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, như phẩm sau đây của Bát Nhã nói, nếu không có Bát Nhã Ba La Mật, năm độ kia không gọi là Ba La Mật, tùy tu khắp các hạnh cũng không làm đầy đủ sở nguyện. Cũng như các tranh vẽ, nếu không có keo thì không dùng được. Chúng sanh từ trong vô thủy thế giới lại đây, tùy tu bố thí trì giới, nhẫn nhục nhất tâm trí tuệ, thọ quả báo thế gian xong rồi phải trở lại hết. Vì sao? Vì lìa Bát Nhã Ba La Mật. Này, nhờ ân Phật dùng Bát Nhã Ba La Mật tu hành 6 độ nên được gọi Ba La Mật, thành tựu Phật đạo, làm cho Phật Phật tương tục không cùng tận. Lại nữa, khi Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, các quán các pháp đều không, không cũng lại không, rỉa các quán được vô ngại Bát Nhã Ba La Mật, lấy lực đại bi phương tiện trở lại phát khởi các nghiệp công đức, do nhân duyên của nghiệp thanh tịnh ấy không nguyện gì không thành. Các công đức khác xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, không có trí tuệ vô ngại, làm sao nói muốn thành các nguyện nên học đạt Ba La Mật được. Lại nữa, lại vì năm Ba La Mật lìa Bát Nhã nên không được gọi là Ba La Mật. Năm Ba La Mật kia như mù, Bát Nhã như mắt. Năm Ba La Mật kia như bình đựng nước mới nung, Bát Nhã Ba La Mật như bình đã nung chín. Năm Ba La Mật kia như chim không có hai cánh, Bát Nhã Ba La Mật như chim có hai cánh. Do các nhân duyên như vậy, Bát Nhã Ba La Mật có thể thành đại sự. Vì vậy nên nói, muốn được các công đức và sở nguyện nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 34 theo bản Hán,